đây mình cũng vẫn đang đi trên con đường để vào ngắm băng tuyết. Mình đang rất háo hức đây, cho các bạn ngắm quang cảnh cây cối. Bây giờ nhìn cây cối rất là sơ sát. Mình nhặt họ đi ngắm cái cảnh băng tuyết này cũng rất là nhiều. Wow, bên Nhật nhìn, các bạn nhìn cái khung cảnh đồi núi này. Nhìn nó đa số phần lớn nó là đồi núi. Konnichiwa. Đây mình lại tiếp tục đi xuống dốc nữa rồi. Tí nữa thì lại dốc mệt luôn. Konnichiwa. Đây mình tiếp tục hành trình, mình vừa mua mới mua vé xong. Đây các bạn nhìn tuyết này, rất là tuyệt. なんか見られてるな。
Lên mình gặp họ dẫn nhiều đứa con nít, dẫn con nít này đi cũng rất là đông, thậm chí cả người già cũng vậy. Wow, tuyệt vời. Mình dẫn các bạn cùng chiêm ngưỡng này. Wow. Wow. Mình quay cận cảnh cho bạn xem này. Rất tuyệt phải không các bạn? Wow, tuyệt vời. Đúng là rất tuyệt. Các bạn có nhìn thấy nước chảy ở dưới thế này? Mình cũng nghe thấy tiếng nước róc rách chảy. Wow. Đó là tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Lần đầu tiên tận mắt mình được thấy cái cảnh này, phải nói là quá tuyệt vời. Đúng là không ủ công sức mình ngồi 3 tiếng đi tàu. Các bạn nhìn những tầng lớp lớp này. Wow, quá tuyệt luôn. Wow. Wow. Thôi mình đi ra bên khác đây. Đúng rồi, một chỗ ngắm cũng chán rồi. Bây giờ nhà Tây này các bạn, họ cũng dắt chó đi theo nữa này. Con chó rất thích thú khi mà ngắm cảnh tuyết này. Thấy, mình thấy không? Con chó lăng xăng gì này. Đấy. Thấy. Hi. Hi. Konnichiwa. Hi. Konnichiwa. Mr. Camera station. Camera station. Hi, Auntie. Hi. Hi. Konnichiwa. Hi, Dama. Hi. 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 Tuyệt vời, hết sức tuyệt vời. Mặc dù á, các bạn thấy trời nắng như thế này nhưng mà tuyết này vẫn không hoàn toàn có thể tan hết được. Nhiệt độ bây giờ ngoài trời độ tầm khoảng 10, 12 độ gì đấy thôi, nhưng mà các bạn nhìn tuyết như thế này phải nói là rất tuyệt, quá đẹp luôn. Các bạn nhìn những tảng băng này, cái này hoàn toàn là tự nhiên nha, chứ không phải là do con người tạo ra. Đây là một cảnh tự nhiên hết sức là đẹp.
trốn Bồng Lai vậy đó. Đúng là cảnh thiên nhiên này. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Các bạn có thể nghe thấy tiếng nước róc rách chảy này.